Đặng Diệp, người bạn thân của tôi, đã đồng hành cùng với tôi trong năm ngoái với album thứ 35. Bạn bè là đôi lúc chơi với nhau như này, có những lúc đương nhiên giàu có hoặc là vui vẻ hại hụi vỗ tay vào, nhưng mà lúc khó khăn có nhau mới là điều đáng quý, đúng không quý? Đấy mới là bạn. Chén vơi đầy càng chung rượu bạn và tôi, làm nhẫn đời trôi thăng trầm mà ta đã từng cay đắng và những lúc hào quang khi lẻ loi vẫn bước bên nhau. Thế thôi, đã có lần đời như chỉ vào u tối, chợt thấy bàn tay giữ chặt bờ vai kéo về, dù không ước thề nhưng luôn có nhau để những buồn đau lặng dần quá mau. Một lời không phải nói, ngàn lời không phải nói, tình bạn chúng ta vẫn mãi vượt qua bao tháng năm dài. Dù có những lúc không ai đúng sai, một điều không phải nói, ngàn điều không phải nói, tình bạn chúng ta dù có khổ đau hay sữa vui luôn không rời xa. Tình bạn này có đặc biệt hơn chúng ta. Một tràng tay cho tình bạn. Bây giờ sẽ là một bản bắt sắc, tôi nghĩ là sức khỏe thuộc này.